món bánh trung thu ngày hôm nay thì em có sử dụng cốm Tú Lệ kết hợp sấu Hà Nội, hạt sen Huế mà chỉ duy nhất một mùa trong năm mới cho ra được những cái hạt sen rất là thơm, ngọt, dẻo, mềm. Và thường thì bánh trung thu người ta làm bằng bột mì, nhưng ngày hôm nay em làm vỏ bánh bằng hạt sen tươi Huế. Món tiếp theo em mang đến cho ban giám khảo đó là món hương sắc đoàn viên, lấy cảm hứng từ một cái Tết đoàn viên. Một món ăn không thể thiếu trong ngày Tết đó là bánh chưng củ kiệu dưa hành. Có lẽ em là người đầu tiên làm một cái bánh chưng mang một cái hình hài đó là lá cờ Việt Nam, nhưng mà khi ban giám khảo ăn vào thì đó là cái hương vị bánh chưng, phần nếp thật là dẻo, phần thịt heo iberico tan mềm trong miệng, béo, bùi của hạt đậu xanh và em kết hợp thêm một chút hạt sen. Xin cảm ơn nhà tài trợ Jin Su đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam. Món ngày hôm nay em mang đến cho ban giám khảo đó chính là khai vị 4 món với tên gọi món đầu tiên Sắc Xuân. Cảm hứng từ món gỏi bò bắp thấu, em đã nâng cấp nó lên kết hợp với cái vị ngọt của bò Wagyu. Khi mà em sử dụng cái sốt nước mắm, một cái linh hồn của người Việt và có một sản vật địa phương quê hương em đó là nấm hồn ngọc. Tiếp tục chả mực Hạ Long kết hợp với lại salad trái bơ và thịt cua Cà Mau. Món tiếp theo bội thu, món bánh trung thu ngày hôm nay thì em có sử dụng cốm Tú Lệ kết hợp sấu Hà Nội, hạt sen Huế mà chỉ duy nhất một mùa trong năm mới cho ra được những cái hạt sen rất là thơm, ngọt, dẻo, mềm. Và thường thì bánh trung thu người ta làm bằng bột mì, nhưng ngày hôm nay em làm vỏ bánh bằng hạt sen tươi Huế và bên trong đó có sử dụng cùi sò điệp Ninh Thuận. Và cuối cùng đó là món An Yên, lấy cảm hứng từ món thịt đông của người Hà Nội xưa. Em sử dụng chân gà đông tảo Hưng Yên kết hợp bào ngư bạch long vĩ. Món tiếp theo em mang đến cho ban giám khảo đó là món hương sắc đoàn viên, lấy cảm hứng từ một cái Tết đoàn viên. Một món ăn không thể thiếu trong ngày Tết đó là bánh chưng củ kiệu dưa hành. Có lẽ em là người đầu tiên làm một cái bánh chưng mang một cái hình hài đó là lá cờ Việt Nam, nhưng mà khi ban giám khảo ăn vào thì đó là cái hương vị bánh chưng, phần nếp thật là dẻo, phần thịt heo iberico tan mềm trong miệng, béo, bùi của hạt đậu xanh và em kết hợp thêm một chút hạt sen. Xưa thì người ta hay có cái món tôm càng kho tàu, thì em dùng cái sốt kho tàu đó kết hợp với lại cái tôm hùm xanh Nha Trang. Con tôm ôm ấp cái lá cờ ở giữa tượng trưng cho Việt Nam mình, một đất nước với bờ biển dài, nhiều sản vật. This Vietnamese ingredient products. When I see the plate come in, like, wow! In terms of presentation, the colorful, very balanced on that. For me, it was like already is the best dish should be. I was super disappointed when I taste, when I put my fork, my knife on the lobster, right. And the taste is too flat. Theo em thì nói chung hôm nay các hai bạn mang cái không khí Tết đến bữa ăn hôm nay, có ý tưởng trình bày trang trí một thứ rất tuyệt vời, nhưng mà chưa hoàn hảo lắm. Dạ. Jacob Crick hân hạnh đồng hành cùng Top Chef Việt Nam.